Vì sao Tổng thống Putin đều thăm lăng Bác mỗi lần đến Việt Nam? Vladimir Vladimirovich Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Liên bang Nga trong suốt hai thập kỷ. Vladimir Putin, Tổng thống Liên bang Nga, được coi là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực và mạnh mẽ nhất thế giới. Với sự nghiệp chính trị kéo dài hơn hai thập kỷ, ông Putin đã đưa nước Nga từ khủng hoảng kinh tế và chính trị trở thành một cường quốc toàn cầu. Ông nổi tiếng với phong cách lãnh đạo quyết đoán, khả năng điều hành chiến lược sắc bén và tầm nhìn xa về các vấn đề quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nga đã mở rộng ảnh hưởng ở nhiều khu vực, từ châu Âu đến Trung Đông và châu Á. Ông Putin cũng được biết đến với những động thái quân sự mạnh mẽ và chính sách đối ngoại độc lập, không ngại đối đầu với các cường quốc khác để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự kiên định và khả năng điều hành đất nước của ông đã giúp Nga duy trì vị thế quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời củng cố lòng tin và sự ủng hộ của người dân Nga đối với chính quyền. Sau sự kiện chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, Vladimir Putin bị phương Tây coi là nhà độc tài, gương mặt của chiến tranh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận ông Putin vẫn xứng đáng với vị trí nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Thế nhưng, con người quyền lực và mạnh mẽ hàng đầu thế giới ấy lại thể hiện một sự kính trọng rất lớn dành cho một con người đến từ một đất nước nhỏ bé như Việt Nam. Người khiến ngay cả Putin phải cúi đầu kính cẩn nghiêng mình không những một lần mà tới bốn lần, không ai khác chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tại sao một tổng thống của một đất nước hùng mạnh lại coi trọng Bác Hồ của chúng ta đến như vậy? Mời quý vị hãy cùng theo dõi, lý giải trong video sau đây. Dấu ấn của Hồ Chủ tịch ở nước Nga xa xôi. Tại đất nước Nga xa xôi, ngay tại thủ đô Moscow, có một góc phố rất bình dị nằm bên tàu điện ngầm Academy Cheskaya, nơi hàng ngày vẫn có hàng trăm người dân đi lại. Đó là nơi tọa lạc của quảng trường Hồ Chí Minh. Dù không quá nổi bật giữa góc phố đông đúc, nhưng quảng trường hiện lên sự uy nghi với tấm phủ điêu lớn khắc họa Bác Hồ kính yêu cùng hình ảnh cây tre đặc trưng. Bên dưới tượng đài là dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" nổi tiếng bằng tiếng Nga. Đây là nơi mà người Việt Nam tại Nga vẫn thường lui tới vào các dịp quan trọng như Quốc khánh, lễ chiến thắng hay sinh nhật Bác. Thực tế, người Nga biết đến Việt Nam nhiều nhất qua chiến tranh và cái tên Hồ Chí Minh. Năm 1969, sau khi Bác Hồ kính yêu già đi mãi mãi, tên của người đã được dùng để đặt cho quảng trường, thể hiện niềm yêu thương vô bờ bến của nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Năm 1990, một tượng đài Hồ Chí Minh đã được xây dựng trên quảng trường này để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Tượng đài vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Không chỉ riêng Nga mới có các quảng trường, đài kỷ niệm mang tên Bác Hồ. Từ châu Á như Ấn Độ, Philippines đến châu Mỹ như Cuba, Argentina, rồi châu Âu như Hungary, Nga, Pháp và ngay cả tại Madagascar thuộc châu Phi, có đến khoảng 20 quảng trường và tượng đài lớn mang tên người tại khắp nơi trên thế giới. Riêng tại nước Nga, không chỉ riêng tại thủ đô Moscow, tượng đài Hồ Chí Minh còn xuất hiện tại các thành phố Saint Petersburg, Vladivostok và nhiều nơi khác. Điều này bởi vì người dân Liên Xô trước kia luôn trân trọng và khâm phục tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Với những ai đã từng bước chân ra khỏi biên giới đất Việt, ta có thể thấy người dân thế giới biết đến Việt Nam rất nhiều thông qua cái tên Hồ Chí Minh. Bởi người đã ghi dấu ấn đậm nét trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước và sau đó lãnh đạo một dân tộc nhỏ bé quật đổ những kẻ xâm lược hung tàn. Điều đó đã cổ vũ rất lớn cho phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều quốc gia trên thế giới, chủ yếu là tại các nước khối xã hội chủ nghĩa xưa và các nước thuộc địa châu Phi và Mỹ Latin. Bởi thế, người dân thế giới nói chung luôn thể hiện một niềm kính trọng vô bờ bến đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Hồ Chủ tịch và mối duyên với nước Nga trên hành trình tìm đường cứu nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin lớn lên trong một xã hội Xô Viết nơi có sự gắn bó với các nước theo đường lối cộng sản, tiêu biểu là Việt Nam. Từ nhỏ, ông đã từng được nghe câu chuyện
về một chàng thanh niên đến từ một dân tộc bị đô hộ đặt chân đến nước Nga Xô Viết để tìm đường cứu nước. Người thanh niên đó có tên Nguyễn Ái Quốc. Vào đầu thế kỷ 20, khi Việt Nam đang chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc, tên gọi của Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình này, nước Nga đã trở thành một điểm đến quan trọng, nơi ông tìm thấy lý tưởng cách mạng và con đường giải phóng dân tộc. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô để tham gia Hội nghị Quốc tế Nông dân. Đây là lần đầu tiên ông đến nước Nga, và tại đây, ông đã tìm hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác Lênin, nguồn cảm hứng và cơ sở lý luận cho cuộc đấu tranh giành độc lập của mình. Ông không chỉ được gặp gỡ và học hỏi từ các nhà cách mạng hàng đầu của quốc tế, mà còn được chứng kiến tận mắt sự thành công của cách mạng tháng 10 Nga. Điều này đã củng cố niềm tin và quyết tâm của ông vào con đường cách mạng vô sản. Những điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là không kịp gặp mặt Vladimir Ilyich Lenin, vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào vô sản thế giới, người đã qua đi quá sớm vào năm 1924, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân Liên Xô cũng như các dân tộc bị áp bức. Tháng 1 năm 1924, người ta còn thấy Nguyễn Ái Quốc với đôi bàn tay và khuôn mặt sưng đỏ vì lạnh đến viếng và đưa tang Lenin trong ngày giá buốt nhất của mùa đông Moscow. Tình cảm của Nguyễn Ái Quốc dành cho Lenin được dồn nén trong bài viết ca ngợi vị lãnh tụ của cách mạng tháng 10 Nga như một người thầy cách mạng vĩ đại của nhân dân các nước thuộc địa và là một tấm gương đạo đức cao cả. Trong suốt thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tham gia vào các hoạt động của quốc tế cộng sản và các tổ chức cách mạng khác. Ông đã trở thành một thành viên năng động của quốc tế cộng sản, đóng góp nhiều bài viết quan trọng và tham gia vào việc tổ chức các phong trào cách mạng ở nhiều quốc gia khác nhau. Tại Liên Xô, ông đã gặp gỡ và thiết lập mối quan hệ với nhiều nhà lãnh đạo cách mạng hàng đầu, từ đó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp cách mạng của mình. Nước Nga, với cuộc cách mạng thành công và sự hỗ trợ nhiệt tình của phong trào cộng sản quốc tế, đã trở thành một nguồn cảm hứng và sự hỗ trợ to lớn cho Nguyễn Ái Quốc. Chính từ những bài học và kinh nghiệm thu được tại Liên Xô, ông đã xây dựng và phát triển đường lối cách mạng riêng cho Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh và đặc thù của dân tộc. Năm 1930, với sự hỗ trợ của quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một trang sử mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Mối duyên với nước Nga không chỉ dừng lại ở những năm tháng đầu đời cách mạng của Hồ Chí Minh. Sau khi giành được độc lập, ông vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết với Liên Xô, coi đây là một đồng minh chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều chuyến thăm và các hiệp định hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Liên Xô đã được ký kết, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối duyên với nước Nga không chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời ông, mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ những ngày đầu tìm đường cứu nước, cho đến khi lãnh đạo đất nước giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh luôn giữ vững mối quan hệ đặc biệt này, coi đó là nguồn cảm hứng và sự hỗ trợ to lớn cho sự nghiệp cách mạng của mình. Mối duyên đó không chỉ là sự gắn kết cá nhân mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và sự đoàn kết quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Tổng thống Putin luôn tích cực xây dựng mối quan hệ ngoại giao trung thủy Việt-Nga. Vladimir Putin, người được đào tạo bài bản trong cơ quan tình báo danh tiếng KGB và thấm nhuần tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô, rất trân trọng mối quan hệ Việt-Xô. Chính những nỗ lực duy trì quan hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô đã tạo nên tình cảm đặc biệt giữa hai nước. Trong suốt cuộc chiến tranh trường kỳ gian khổ, nước Nga Xô Viết không chỉ viện trợ vật lực, khí tài, chuyên gia mà còn đào tạo nhiều học sinh, sinh viên người Việt. Chính những cá nhân này sau đó đã trở thành những vị lãnh đạo chủ chốt trong thời chiến và cả thời xây dựng đất nước. Từ khoa học, kỹ thuật, văn hóa, chính trị, Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam hàng chục nghìn chuyên gia giúp đất nước phát triển. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, một người anh cả, chỗ dựa vững chắc của khối xã hội chủ nghĩa đã không còn. Vladimir Putin
lúc đó là một chuyên viên tình báo KGB, cảm thấy rất đau xót khi niềm tự hào đã mất. Ông nuôi chí phục hồi lại nước Nga từ đống đổ nát để tìm lại hào quang của Liên Xô khi xưa. Trải qua hơn 2 thập kỷ bị kìm kẹp bởi Mỹ và phương Tây, Putin không chỉ thoát ra được sự khống chế mà còn tạo cho nước Nga một tiềm lực hùng mạnh, xứng đáng là người kế tục của Liên Xô vĩ đại. Ông cũng nhận ra rằng, dù vận đổi sao rời, có những người bạn cũ hóa kẻ thù, thì Việt Nam vẫn luôn ở đó, luôn ủng hộ đất nước của ông dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam vẫn luôn giữ vững quan điểm, Việt Nam trân trọng những giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô và Liên bang Nga trong quá trình giành độc lập và xây dựng đất nước. Vì thế, Tổng thống Vladimir Putin cực kỳ trân trọng đất Việt và đương nhiên, ông cũng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính trọng bởi nhân cách, đạo đức và tầm vóc vĩ đại của người, xứng đáng để Tổng thống Nga phải học hỏi. Chính vì vậy, 5 lần đến Việt Nam thì có tới 4 lần ông đều dành chút thời gian quý báu để đến đặt vòng hoa viếng thăm vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Nhìn lại 4 lần Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam. Tổng thống Vladimir Putin đã có nhiều chuyến thăm Việt Nam, mỗi lần đều đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Những chuyến thăm này không chỉ củng cố tình hữu nghị Việt-Nga mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực. Lần đầu tiên, Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam vào năm 2001, chỉ một năm sau khi ông nhậm chức Tổng thống Nga. Chuyến thăm này đã đặt nền móng cho việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật và quân sự. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định cam kết của cả hai bên trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài. Năm 2006, Tổng thống Putin tiếp tục thăm Việt Nam, lần này với tư cách là khách mời danh dự của Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Hà Nội. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và khai thác dầu khí. Việc Nga giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng được thảo luận và đánh giá cao. Sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung năng lượng mà còn tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia. Đến năm 2013, Tổng thống Putin trở lại Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên đã bàn thảo và ký kết nhiều văn kiện quan trọng, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, giáo dục và văn hóa. Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và thương mại song phương. Năm 2017, Putin một lần nữa đến thăm Việt Nam, tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Trong chuyến thăm này, ông Putin và lãnh đạo Việt Nam đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU đã có hiệu lực. Sự hợp tác này mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp của cả hai bên, đồng thời củng cố mối quan hệ kinh tế vững chắc hơn. Thưa quý vị, gần đây nhất, chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào tháng 6 năm 2024 mang ý nghĩa quan trọng, củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, chuyến thăm này khẳng định sự cam kết của Nga trong việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Hai bên đã thảo luận và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, từ kinh tế, quốc phòng đến giáo dục và văn hóa. Sự hiện diện của Putin không chỉ là dấu hiệu của sự ủng hộ mạnh mẽ, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Chuyến thăm cũng gửi thông điệp về tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược ngoại giao của Nga, đồng thời phản ánh sự tôn trọng và tin tưởng giữa hai quốc gia. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và lâu dài của quan hệ Việt-Nga trong tương lai. Nhìn lại các lần Tổng thống Putin đến Việt Nam, có thể thấy rằng mỗi chuyến thăm đều mang lại những kết quả cụ thể và thiết thực, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Từ hợp tác kinh tế, năng lượng, quốc phòng đến giáo dục và văn hóa, sự hiện diện của Putin tại Việt Nam đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Nga trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ đặc biệt này. Đồng thời, những chuyến thăm này cũng phản ánh sự tin tưởng và sự kỳ vọng của Việt Nam vào sự hỗ trợ và hợp tác từ Nga,
một đối tác chiến lược quan trọng và tin cậy. Với những nền tảng vững chắc đã được xây dựng, mối quan hệ Việt-Nga chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Vì sao Tổng thống Putin được coi là người kế thừa xuất sắc các di sản ngoại giao của chính quyền Xô Viết? Tổng thống Vladimir Putin được nhiều người coi là người kế thừa xuất sắc các di sản ngoại giao của chính quyền Xô Viết. Với nền tảng đào tạo bài bản từ cơ quan tình báo KGB và thấm nhuần tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô, Putin đã nỗ lực bảo tồn và phát triển các mối quan hệ quốc tế mà Liên Xô đã xây dựng trong suốt nhiều thập kỷ. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhiều người lo ngại rằng các di sản ngoại giao của nước này sẽ bị lãng quên. Tuy nhiên, Putin đã chứng minh ngược lại bằng cách duy trì và mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế. Ngay từ khi lên nắm quyền, Putin đã tập trung vào việc khôi phục vị thế của Nga như một cường quốc toàn cầu. Ông đã tận dụng những di sản ngoại giao của Liên Xô để thiết lập và củng cố quan hệ với các quốc gia trên khắp thế giới. Đặc biệt, ông đã tiếp tục duy trì mối quan hệ đặc biệt với các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ, nơi mà Liên Xô từng có ảnh hưởng mạnh mẽ. Các quốc gia như Việt Nam, Cuba và nhiều nước Đông Âu đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Liên Xô trước đây, và Putin đã không ngừng củng cố những mối quan hệ này thông qua các hiệp định hợp tác kinh tế, quân sự và văn hóa. Putin cũng chú trọng đến việc mở rộng quan hệ với các quốc gia mới nổi và các khu vực chiến lược trên thế giới. Ông đã tích cực tham gia vào các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương để nâng cao vai trò của Nga. Những nỗ lực này đã giúp Nga duy trì và mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực như Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Đặc biệt, mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, một di sản quan trọng của thời kỳ Xô Viết, đã được Putin phát triển lên một tầm cao mới, giúp cân bằng lại ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây. Không chỉ kế thừa, Putin còn phát triển các chiến lược ngoại giao linh hoạt và sáng tạo để thích ứng với tình hình quốc tế mới. Ông đã sử dụng cả ngoại giao cứng rắn lẫn mềm dẻo để bảo vệ lợi ích của Nga. Sự can thiệp của Nga vào Syria là một minh chứng rõ ràng cho việc Putin sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để duy trì ảnh hưởng, trong khi các hoạt động ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác cho thấy khả năng đàm phán khéo léo của ông. Một khía cạnh khác của di sản ngoại giao Xô Viết mà Putin tiếp tục là việc hỗ trợ và đào tạo các nhà lãnh đạo từ các quốc gia khác. Nga tiếp tục cung cấp học bổng và chương trình đào tạo cho sinh viên từ các quốc gia đang phát triển, giúp xây dựng một thế hệ lãnh đạo mới có mối quan hệ tốt với Nga. Điều này không chỉ giúp duy trì ảnh hưởng của Nga, mà còn tạo ra các mối quan hệ bền vững dựa trên sự tôn trọng và hợp tác lâu dài. Tóm lại, Vladimir Putin đã chứng tỏ mình là người kế thừa xuất sắc các di sản ngoại giao của chính quyền Xô Viết, mà quan hệ Việt-Nga chính là một trong số đó. Thông qua việc duy trì và phát triển các mối quan hệ quốc tế, ông đã giúp Nga không chỉ giữ vững mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ phản ánh sự tôn trọng đối với quá khứ, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo của ông Putin, góp phần quan trọng trong việc đưa Nga trở lại vị thế cường quốc toàn cầu. Xin lưu ý, nội dung video chỉ nhằm cung cấp thông tin và giải trí, không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong video. Quý vị nên tự kiểm tra và tham khảo thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Các vấn đề chính trị phức tạp và đa chiều nên cần tiếp cận từ nhiều góc nhìn và nguồn thông tin khác nhau. Nội dung về chủ quyền và các vấn đề quốc tế chỉ nhằm phân tích và bình luận, không khuyến khích hay kích động bất kỳ hành động nào. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm nút like và đăng ký kênh Việt Sử Toàn Thư để theo dõi kênh và không bỏ lỡ những thông tin thú vị đa chiều được cập nhật hàng ngày. Đội ngũ kênh Việt Sử Toàn Thư xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.